À, chị ơi, chị có thể chia sẻ cho các ba mẹ biết là khi mình đồng hành cùng với con mà con mình cũng gặp khó khăn như vậy thì mình đã làm thế nào để cho con thay đổi và lúc nào thì mình cảm thấy là con có sự tiến bộ trong cái việc học tiếng Anh ạ? Đối với cái hành trình của ba mẹ con em thì em thấy rất là rõ ràng, đó là đồng hành với bé lớn và đồng hành với bé nhỏ là em phải áp dụng hai cái cách thức hoàn toàn khác biệt luôn, tùy vào tính cách của các bạn. Bạn lớn thì có vẻ là bạn biết biết nghe lời hơn và cái khả năng tập trung của bạn cũng tốt hơn là bạn nhỏ. Và ví dụ cái giai đoạn đầu Brigitte thì bạn đi rất là nhanh, tại vì Brigitte cũng như là mẹ Trúc Lâm chia sẻ là hát rồi theo chủ đề, những cái chủ đề đơn giản hàng ngày và các bạn rất là thích, nên là các bạn đi rất là nhanh. Bắt đầu qua GIP là mình làm quen với việc đọc sách, đọc ra GIP nè, rồi những cái câu, những cái bài ngắn, bài reading ngắn thì bắt đầu khó khó, cái độ khó bắt đầu nâng dần dần lên và advisor có chấm bài và sửa âm đầu âm đuôi cho các bạn. Thật sự là cái giai đoạn này rất là khó khăn đối với cả ba mẹ con luôn, tại vì bé nó chưa có thể mà đọc mà có đầy đủ âm đầu âm đuôi, và mỗi lần mà mình nhắc thì bé sẽ không có vui và bé 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 thích đọc theo cách của bé thôi, nhưng mà mình nhắc là con có thể đọc lại cho mẹ nghe từ này không, mà mình nhắc mình đọc mẫu cho bé, bé không thích. Cho nên là với bạn bé đầu á, thì là em có thể sửa được, bé cũng có nghe lời, nhưng mà bé thứ hai là chỉ cần sửa tới đọc một cuốn Reckitt đi, mình sửa tới tuần thứ hai là thôi bé bỏ dậy, bé đứng dậy bé đi luôn, bé nói con thích thở thích đọc theo cách của con thôi, mẹ đừng có sửa, mẹ sửa là anh đứng dậy anh đi thôi. Rất là khó khăn trong cái giai đoạn đầu và nhiều lúc em nản luôn đó, tại vì em nghĩ là sao mà bây giờ lại quá quá khắt khe luôn, có nghĩa là bé nhỏ quá thì thôi có thể chăm trước, có những từ bé đọc chưa có phát âm đuôi rõ thì theo quá trình thì bé có thể tiến bộ từ từ, nhưng mà bây giờ vẫn rất là nhẹ nhàng, đó là thôi nhờ mẹ quay một cái clip báo cáo lại, con đọc lại rõ những âm đuôi của những từ sau, có nghĩa là advisor liệt kê ra những từ nào mà bé cần phải phải đọc hoàn thiện lại một lần nữa. À, thật sự là lúc đó em cũng cảm thấy rất là nản, nhưng mà em nói thôi bây giờ phải ráng bài cách nào đó, em phải dùng một cách khác, cũng như là viết lên bảng nè, hoặc là làm flashcard cho bé, hoặc là nói chung là đủ mọi cách để bé cảm thấy hứng thú, chứ không phải là chỉ cầm cuốn cuốn sách giấy hoặc là đọc trên app nữa, mình phải tìm mọi phương pháp luôn. Thì nhưng mà khi mà vượt qua được cái giai đoạn mà chỉnh phát âm cho bé đó, tới giữa GIP 1 thì bắt đầu em thấy là con đọc tốt, từ nào con đọc cũng chuẩn xác rồi, và nó phát triển lên từ từ, từ từ đơn lên từ đôi rồi từ ba, rồi từ từ thành những câu ngắn, và em thấy là bé cảm thấy hứng thú, tại vì bắt đầu đọc trôi rồi thì những cái bài, những cái đoạn ngắn ngắn bé đọc trôi được và bé rất là thích. Từ đó là bé cảm giác hứng thú hơn trong việc học, không có bị mẹ mẹ chỉnh nhiều, không có bị cô giáo chỉnh nhiều nữa, là bé đọc trơn tru và em thấy là cái khả năng của bé được tăng lên rất là nhiều đó. Và em thấy là cái giai đoạn sau của GIP 1 và bắt đầu lên GIP 2, thì GIP 2 bắt đầu cái giai đoạn giữa GIP 2 trở đi là bé có thể thuyết trình được, và lúc đó thì mình sẽ luyện cho bé cái khả năng tự tin để đứng thuyết trình rất là hay. Nói chung là chương trình của mình soạn đi từ từ dễ đến khó à, và mình cứ đi, mình không cần phải đi nhanh, giai đoạn đầu mình có thể đi chậm thôi, nhưng mà rèn cho bé đọc cho chính xác, và sau đó là khi mà bé đã có cái nền vững rồi á thì cái giai đoạn sau bé sẽ đi rất là nhanh nữa.